Vâng ạ, thì đây cũng là một cái sự lo lắng của rất nhiều các cái người bệnh trong quá trình điều trị mà vào cái khoa của chúng tôi. Hầu hết các bệnh nhân mà vào khoa xạ trị lồng ngực thì đều có vấn đề, mà đa số là ung thư phổi. Cái vấn đề tác dụng phụ của xạ trị hay là các cái biện pháp ví dụ như hóa xạ trị đồng thời đối với cái ung thư phổi thì cái người ta băn khoăn và lo lắng cũng là cái viêm phổi. Thế thì như tôi nói ở phần trên thì khi mà chúng ta sử dụng các cái thiết bị máy gia tốc chiếu một cái chùm tia vào trong cái khối u ở mà nằm ở trong lồng ngực thì ít nhiều thì cũng ảnh hưởng tới cái phần mô lành của phổi và các cái bộ phận lành xung quanh. Tuy nhiên với các cái mục tiêu là tối ưu hóa cái liều xạ vào cái đích mà mình cần tia và giảm liều ở tổ chức xung quanh, đó là cái thứ nhất. Thì cái điều đó nó cũng đã giảm rất là đáng kể cái tỷ lệ bị viêm hoặc là tác dụng phụ do cái bức xạ y hóa gây ra. Trong trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định hóa xạ trị đồng thời thì cái tác dụng phụ của cái quá trình mình điều trị thì nó là sự kết hợp của cả các cái tác dụng phụ gây lên do xạ trị và cả các tác dụng phụ sinh ra do hóa trị. Vấn đề viêm phổi trong quá trình điều trị xạ trị ung thư phổi cũng gồm rất nhiều các cái yếu tố khác nhau. Ví dụ trong cái bệnh về ung thư phổi thì cũng thường gặp ở những người mà có những cái bệnh lý mãn tính ở phổi, có thể là những người đàn ông cao tuổi hoặc là có tiền sử nghiện thuốc lá, đã có những cái bệnh lý về phổi mãn tính, nguy cơ viêm phổi nó lại cao hơn. Một yếu tố nữa là khi mà tiếp xúc với lại cái không khí mà trong cái môi trường bệnh viện thì cũng khó hoặc là cũng có thể là có cái cơ hội bị nhiễm các cái vi khuẩn ở ngoài môi trường đi vào. Cái thứ ba nữa là trong quá trình điều trị phối kết hợp với hóa trị thì những cái tác dụng của hóa trị lên cái hệ thống tế bào máu, hệ thống miễn dịch của cơ thể hoặc là bản thân làm cho cơ thể nó yếu so với lại người bình thường, và chính vì cái sự yếu đó thì cũng sẽ dễ bị phơi nhiễm những cái căn bệnh về nhiễm khuẩn. Thế rồi như bạn nói, cả yếu tố về thời tiết, yếu tố về khói bụi, yếu tố về các cái bệnh lý dị ứng hoặc là cái nền tảng cơ thể mà không được tốt thì đều là những cái yếu tố gây lên cái khả năng bị viêm phổi. Còn viêm phổi trong xạ trị thì do mà thực sự cái xạ trị nó gây ra thì cũng chiếm một cái tỷ lệ, phải nói rằng là trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng có các cái nghiên cứu thống kê độ 1, độ 2 tức là độ nhẹ thì có thể rằng là cũng tương khá thường gặp. Tuy nhiên ở cái mức độ 3 trở lên, ở cái mức mà phải dừng xạ trị hoặc là dừng điều trị ung thư thì cũng giới với cái tỷ lệ là thấp. Kể cả là ở các cái nghiên cứu nước ngoài thì cũng như vậy, nó sẽ dao động vào khoảng từ 10 cho đến khoảng 18%. Có thể là có nhiều cái nghiên cứu thì chỉ 6 đến 8% có những cái viêm phổi mà do xạ trị. Thế còn những cái viêm phổi khác mà xảy ra trong cái quá trình mình điều trị thì chúng ta phải kết hợp theo dõi, kết hợp các cái biện pháp về hỗ trợ trong quá trình xạ trị, sử dụng các cái thuốc kháng viêm trong những cái trường hợp cần thiết, có thể phải dùng kháng sinh trong trường hợp mà bị nhiễm khuẩn hoặc là phải dự phòng những cái viêm nhiễm, những cái nhiễm khuẩn mà do cái đáp ứng của cái hệ thống miễn dịch trong quá trình điều trị nội khoa mà nó gây ra cái tác dụng phụ quá mức. Và trong thực tế lâm sàng thì cái số lượng bệnh nhân mà phải dừng lại do cái tác dụng phụ nói chung và trong đó có cái tác dụng phụ do viêm phổi nói riêng thì chúng tôi thấy rằng là cũng ở cái mức độ là tương đương với các cái, thực ra là cũng không cao hơn nhiều so với các cái nghiên cứu mà chúng ta đã được công bố ở các cái trung tâm điều trị ở xung quanh của Việt Nam. Cái vấn đề thứ hai là bạn hỏi rằng các kỹ thuật xạ trị thì có ảnh hưởng tới những cái tác dụng phụ của xạ trị không, thì đây là một câu hỏi rất là hay. Thực sự mà nói là cái trang thiết bị về xạ trị thì nó cũng có các cái cấp độ về mặt tiên tiến công nghệ khác nhau. Càng các cái phương tiện kỹ thuật cao cấp, đắt tiền, ứng dụng được các cái kỹ thuật mới, đặc biệt là những cái kỹ thuật mà hướng dẫn hình ảnh, tức là chúng ta có thêm các cái công cụ để làm tăng thêm cái sự chính xác của cái hướng chùm tia vào cái đích mà mình cần điều trị, thì cái việc mà mô lành bị ảnh hưởng với một cái tỷ trọng sẽ thấp hơn rất là đáng kể. Bệnh viện ca chúng tôi thì có các cái thiết bị máy gia tốc
hiện nay thì đã áp dụng được những cái kỹ thuật xạ trị trong ung thư phổi thuộc cái nhóm của các cái nước mà có thể nói rằng là phát triển. Cụ thể thì chúng tôi hầu hết trên 60% thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng cái xạ trị điều biến liều. Đấy, và khoảng một nửa trong số đó thì sử dụng các cái kỹ thuật xạ trị cao cấp hơn, ví dụ như xạ trị VMAT. Đây là những cái kỹ thuật xạ trị nó có cái tính đặc thù cao, nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản ấy là cái hướng chùm tia nó sẽ được chia đều ra trong toàn bộ 360 độ của cái vòng tròn khi mà cái đầu máy nó quay quanh cái khối u. Như vậy có nghĩa rằng là cái khối u sẽ là nằm ở tâm của cái vòng tròn đó. Thế và các cái liều mà được phân nhỏ ra các cái hướng xung quanh ở cơ thể với cái mục đích là giảm một cái liều tối thiểu vào cái mô lành xung quanh và tập trung liều tối đa vào cái mô u ở chính giữa. Và với những cái nghiên cứu mà người ta đã thống kê thì khi áp dụng các cái kỹ thuật xạ trị tiên tiến ở những cái máy hoặc những cái thiết bị mà có cái chức năng đó thì đã tăng được cái hiệu quả của quá trình điều trị, và thực sự là cũng đã giảm rất là đáng kể những cái tác dụng phụ mà những cái tác dụng không mong muốn gây ra do xạ trị. Và đó là một số những cái chia sẻ của tôi về câu hỏi của bạn.